Hello anh chị, hôm nay mình đi ngang cái khu dân cư Hữu Phước số này gì? Châu Đức tiện thể ghé ngang quay sơ lại cho anh chị nhìn thấy cái nhà mẫu ở đây nó như thế nào. Một căn này hơn 6 tỷ ha. 6 tỷ 7 tỷ. Căn nhà này giai đoạn 2, đối diện có cái núi bên này là sân golf. Đây là trụ sở công ty Sona này gì? Nhìn mặt phố thì anh chị nhìn thấy này đấy, thấy nó khá đẹp ha. Đây là trục chính, cái đường này từ Hội Bài Châu Pha đi bên Xuyên Mộc, từ ngoài cảng cái mép thì vải này đi vào là cảng Phú Mỹ, cảng nước sâu á. Nói chung là những cái tuyến đường này là tuyến đường chính, anh chị thấy xe siêu bự, siêu trường, siêu trọng cái đi đường này vận chuyển từ trong cái khu công nghiệp từ bên Xuyên Mộc mà đi qua Châu Đức rồi đến Phú Mỹ, họ sẽ đi theo chuyến này. Đó, anh chị thấy xe này thuộc thể siêu trường, siêu trọng, họ chạy theo đường này hết, tất cả cái xe lớn đều đi phải đi qua đường này. Mặt tiền này đường đây thì hiện tại coi như có hai làn, ở phía trong này đường nội bộ, còn phía ngoài là đường chính ha. Đây anh chị thấy xe siêu trường siêu trọng rất là bự, dãy phố này từ đây lại đầu kia cũng cả cây số, rất là dài, rất là nhiều ha. Căn nhà này có kết cấu nó rất là rộng rãi anh chị ạ. Ở đây là mình đang đứng ở tầng trên cùng đây, ở tầng trên cùng khi chủ đầu tư họ bàn giao cho mình sẽ bàn giao dài như thế này đó. Mình đi ra phía sau ha, nhà này đặc biệt rất là thông thoáng nha, phía trước đường và phía sau đường. Phía sau này khu này cái này họ để như vậy để thoáng, họ không có lợp ha. Này khi nào mà ở thì nhà nào mà đang cần thì họ sẽ xây thêm thôi. Đó, khu phía sau này ở bên trước mặt mình là khu đây là núi ở bên núi Dinh, thuộc Bà Rịa. Đây là khu tái định cư của khu dân cư của khu dự án khu công nghiệp thì họ gọi khu tái định cư đấy. Ở phía bên này cũng sẽ là dự án hết á, họ chưa làm. Bên kia họ đang xây đấy anh chị, phía sau nữa rất là nhiều nhà đang xây. Đây là mặt phố phía trước, mặt phố phía trước này thì nó khoảng hơn 6 tỷ một căn ha. Rất là nhiều nhà này, hai mặt tiền phía trước và phía sau. Mình đang đứng tầng trên cùng, ở phía trên nữa là mái thôi anh chị, trên này sẽ là mái. Chỗ này họ lợp ở phía giữa có độ, phía trước thì độ mà phía sau này thì lợp. Khi họ bàn giao cho mình thì đây như một phố này sơn rồi, ống nước rồi, cơ bản một số cái cơ bản thôi. Mình đi xuống phía dưới nhé. Đó, căn nhà này đây coi như tầng 2 anh chị, tầng 2 phía sau thì chỗ này họ để sẵn, nó có thể làm nhà phòng vệ sinh. Đây mà làm một cái phòng ngủ thì thuộc thể siêu rộng master ha, rất là rộng như khách sạn. Này là đang họ trong quá trình đang hoàn thiện nha anh chị. Đó, mình đang trốn đây cho ông bảo vệ, mình thấy ông sẽ đổi mình xuống anh chị. Rất là đẹp anh chị ha, sơn này màu sẵn hết, mặt tiền ngoài sơn thì mình cũng được sơn lại nhé. Chỉ được dựng pano affix thôi, quảng cáo bảng hiệu, mình cũng được thay đổi màu sơn của khu này. Mỗi chỗ họ sơn một kiểu giống như Nova ngoài Phan Thiết, mỗi nhà sơn một màu, mình không được tự ý sơn. Đây là tầng thứ hai anh chị thấy ở phía sau có ban công. Tất cả nhà này có thang tầng nhé, một bên là cầu thang, một bên là thang tầng. Ở phía trước ở đây là nó lửng tầng, đứng này tầng nửa. Đây anh chị, đến đây họ để lửng, đây lửng. Mình nhìn rất là cao. Đó. Rồi, đi xuống phía dưới này. Đây là tầng trệt anh chị ạ. Tầng trệt thì mình sẽ đi trệt ha. Mình sẽ đi phía sau cho anh chị xem. Đây là phía sau. Phía sau nó có đường luôn nhé. Phía sau rất là cái điều đây có đổi dốc, chỗ này rất là cao, hơn 1m, 1m rưỡi, 2m. Bên này có sân để xe, đây là sân để xe, bên này là đường để xe ô tô chứ. Bên này có cổng lớn và cổng phụ hai cổng. Phía sau này cũng là đường luôn nha anh chị. Đó, phía sau này cũng đường lớn luôn ha, hai đường anh chị ha. Khu này thì vẫn đang xây, vẫn đang tiếp tục xây, nó là giai đoạn 2 đang xây anh chị ạ. Có đèn đường này, có cây xanh này, có nói chung là tiện ích là tuyệt vời rồi.
Đó, mình đi ra phía trước đường lớn cho anh chị xem nhé. Về kết cấu mình nhìn thì thời điểm này là 2023 rồi thì nó dạng là nhà khá hiện đại nha. Mình nhìn ngoài sẽ giống như khu vực một cái nhà nào bên châu Âu ấy. Đó, chứ không phải là một vùng, đây gọi là vùng quê nông thôn như xã Suối Nghệ huyện Châu Đức gọi là nông thôn anh chị ạ. À, đây mình khiêm tốn gọi nông thôn, có khu công nghiệp 2.200 hecta lớn thuộc hệ nhất nước rồi, nhưng mà mới chỉ hoạt động được 50% thôi. Đây là mặt trước, anh chị thấy từ đây ra đó rất là lớn ha, hơn chục mét. Mình không biết ở chỗ này họ đã làm cái gì, có thể là mai mốt họ sẽ mở rộng đường này, còn hiện tại rất là lớn ha, đường rất bự. À, cái thôi. À, đây trước này đường hai làn xe. Đây chỗ này bên này ngưng chưa xây, đầu kia họ thì đang xây tiếp, khu này đang hoàn thiện, đang quét sơn này. Xe ô tô rất lớn đấy chị. Còn cái khu dãy bên kia thì nó đã hoàn thiện hết rồi, lắp cửa rồi, đóng cửa rồi, ở khu bên đó là lắp cửa rồi. Đó. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Nếu anh chị mà cần quan tâm đến nhà cửa khu này thì alo cho mình. Đây thì có nhiều căn đang bán, đợt trước thì mình sẽ không thể mà mua được, và chúng rất là khó chen chân để mua những cái suất này từ công ty lúc ban đầu nhé, chỉ là mua lại thôi. Bây giờ thì có một số người họ bán lại giá khá là mềm, anh chị cần thông tin thì alo cho mình. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.